Các bạn, trên hình các bạn thể thấy để chọn bộ bảng main của điện thoại Xiaomi Mi Max 2 đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên điện thoại Xiaomi Mi Max 2 mà không có phương án nào sửa chữa thì với dịch vụ thay mới main, đồ mới main cho Xiaomi Mi Max 2 đang thực hiện tại di động cao cấp.vn. Quý vị các bạn sẽ khắc phục được triệt để tất cả các lỗi sự cố trên Xiaomi Mi Max 2 mà quý vị các bạn đang gặp phải. Thông thường nó chả bao giờ nó lỗi hỏng cả, nhưng khi chúng ta rơi va đập hoặc là chúng ta rơi vào nước gây chập lỗi main, lỗi u làm cho máy không khởi động lên được thì quý vị các bạn vui lòng mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn. Chúng tôi có sẵn tất cả linh kiện phụ quá trình thay mới, sửa chữa Xiaomi Mi Max 2 cho quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới main, đổi mới main cho Xiaomi Mi Max 2, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 750 99. Cảm ơn quý vị và các bạn.